chào tất cả các bác. Hiện tại tôi đang ở đường Lê Trọng Tấn. Và nếu mà cứ đi thẳng là bác lên lại được Hà Nội đấy. Thì khu này được khu ngoại ô Hà Nội rồi. Thì ở cái khu vực dưới này thì tôi muốn giới thiệu cho các bác một cái khu dân cư. Gọi là khu đô thị đi. Vì đây đích thị mà là một khu đô thị lớn. Đó chính là cái khu đô thị Văn Phú. Một trong những khu đô thị cực lớn ở khu vực này. Phải gọi nó là khu đô thị luôn nhé, chứ không hẳn là cho khu dân cư như những cái khu khác ở Hà Nội đâu. Và cái chỗ này thì người ta đã xây đồng bộ rồi, nhà cửa lên đồng bộ rồi, rất là đẹp. Nhưng mà đáng tiếc là vẫn còn những cái căn nhà người ta ít ở lắm. Nói chung là khu này do xa cái nội đô Hà Nội cho nên hiện tại thì người ta còn rất là nhiều nhà bỏ hoang ở khu vực này. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi khám phá cái khu này nhé. Thì cái khu này là có tên cái trục đường Lê Trọng Tấn này ấy, là có được nó có hai cái chung cư, là cái chung cư Văn Phú Victoria đấy, đây hai chung cư này đấy, thì đang xây đang triển khai. Còn lại chủ yếu là nhà phố và nhà biệt thự các bác ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy tới đây. Và bên này nó đang xây khu chung cư và khu phức hợp giải trí các bác này. Thì bây giờ chúng ta cứ đi tham quan xíu rồi nhá. Chạy một vòng cái khu đô thị Văn Phú này đi. Để xem khu đô thị này có gì. Cái chung cư này thì nhìn là kiểu này là chắc là lâu rồi không xây này. Bỏ hoang này, hết vốn bỏ hoang này. Còn có cái bẩn là mấy cái block này thì hết chê luôn. Người ta ở cũng khá là nhiều rồi. Nhưng mà cái khu vực này thì nằm quá xa thành phố cho nên là chúng ta phải chấp nhận việc là đi xa thôi. Đấy, khu đô thị Văn Phú đấy, Văn Phú Văn Điển đấy. Đấy thì ở đây có cái tổ hợp chung cư Văn Phú Victoria này. Đấy, giờ Victoria các bạn này. Nhìn nó cũng vắng lắm. Chứ nó cũng không sầm uất như nhỉ, cái khu ở nội đô. Thì đến đây chúng ta vòng lại nhá. Thì khu đô thị Văn Phú này rất là to. Cực kỳ to luôn. Bây giờ tới đây chúng ta vòng lại và chúng ta đi vào bên trong này khám phá những cái dự án ở bên này. Thì mấy dự án này hiện tại đang bỏ hoang hết các bác này. Vì khu này là người ta làm quá to. Ở Hà Nội là người ta làm cuốn chiếu mới thành công được. Chứ còn nếu mà làm theo kiểu mà cứ bay ra thế thì các bác thì chỉ có mà ngất xỉu thôi. Cứ bán được rồi xây tiếp, bán được rồi xây tiếp. Chứ còn mà cứ ham hố xây cho lắm vào thì tiêu luôn đấy. Chỗ này nếu các bác rẽ trái là đi lên Hòa Bình đấy. Rẽ trái lên Hòa Bình đấy. Đây có tuyến tàu cao tốc các bác này. Đây, khu đô thị Văn Phú này. Cái bảng này này. Bây giờ chúng ta rẽ vòng lại nhé. Đoạn này biết có kẹt xe không? Đây có tòa nhà FLC Star Tower này. Thôi vòng lại thôi. Đấy. Rồi. Bắt đầu tham quan khu đô thị Văn Phú nào. Để xuống đây nhá. Đây thì ở to trong này rộng lắm. Cực kỳ rộng luôn. Thì đoạn này là chúng ta đang đi cái đoạn nhà phố. Đoạn này thì người ta ở đã nhiều rồi. Đi xuống đoạn dưới kia thì nhà nó sẽ đẹp hơn. Lát nữa chúng ta sẽ chạy xuống đấy. Nhưng bây giờ chúng ta cứ chạy mấy cái vòng ở đây để chúng ta xem nhà cửa ở đây thế nào. Thì rõ ràng là rất là nhộn nhịp đúng không? Nhà cửa ở đấy cũng đông rồi. Đấy, đây phía ngoài thôi. Với lát chạy vào trong này này. Tới đầu này chúng ta sẽ chạy vào. Khu đô thị Văn Phú này thì rất là lớn. To. Dạng là một trong những khu đô thị to nhất nhì Hà Nội đấy. Chứ không phải đâu. Chỗ này là cấm xe cao hơn 2 mét này. Cấm xe khách, xe tải rồi chạy vào đây nhá.
Đấy, chỗ này bắt đầu người ta xây đồng bộ rồi. À, xây đồng bộ rồi. Lên trong rất là ok. Rất là được đúng không? Lát về dưới kia nữa thì chúng ta sẽ thấy biệt thự rất là nhiều. Cực kỳ nhiều biệt thự luôn. Đó. Đây nhà phố này. Đây nhà phố này. Nói chung cái kiểu thiết kế này thì rất là giống Sài Gòn. Sài Gòn cũng có nhiều cái kiểu thiết kế như thế này. Đây. Khu này là, hiện tại là thuộc Hà Đông. Hà Đông, Hà Nội các bác ạ. Hà Đông thì ngày xưa thì các bác biết rồi đấy, nó là thuộc tỉnh Hà Tây cũ. Bây giờ thì đã được chuyển đường sắt nhập về Hà Nội rồi. Bây giờ Hà Tây thì cũng là không còn Hà Tây nữa. Đầu khu dưới này là thấy vắng rồi đấy, có nhà ở nhà không rồi đấy các bác, có những cái nhà mà vứt luôn đấy, bỏ trống luôn đấy. Nhưng mà bây giờ chạy hết cái chỗ này còn khủng khiếp nữa, các bác sẽ thấy rằng là một số dự án ở đây thì đã bị đóng băng, rất là đáng tiếc. Khu này nó nằm xa Hà Nội cho nên các bác sẽ nhìn thấy ngay là không gian nó có nhiều cái khác Hà Nội. Đó là nó đã vắng hơn ở Hà Nội rất là nhiều, vắng hơn ở trung tâm Hà Nội rất là nhiều. Mấy khu vực trung tâm Hà Nội như Hoàng Mai, Hai Bà Trưng thì đấy, thì mấy cái quận đấy thì ác liệt rồi, Cầu Giấy thì đấy thì ồn ào lắm. Đây có cái hồ các bác này, hồ rồi công viên này rất là đẹp đúng không? Nhà nào mà ở cái miếng phía này view ra công viên thì quá tuyệt luôn, quá ngon lành luôn. Đấy, bắt đầu những cái khu này là biệt thự này là đã bỏ hoang rồi các bác này, rất là đáng tiếc đúng không? Tôi quay lại xíu đi. Đấy, bắt đầu vào khu này là bắt đầu hoang vắng rồi đấy. Đây giống như mấy cái nhà này này là bỏ hoang chứ có đâu, đâu có ai ở đâu, nhìn nó ghê ghê sao. Có một số nhà ở không, còn lại nhìn rất là ghê. Phía bên này, mấy cái dự án bên này là coi như là cứng đứng hình này. Phía bên này là biệt thự này. Đây là biệt thự các bác này. Đó. Nhà phố bỏ hoang hết. Mấy nhà phố này nếu mà giá bán thì chắc tầm khoảng 3 tỷ các bác này, 2-3 tỷ. Nhưng mà khu này bán là chắc khó lắm. Để người từng kéo về đây ở thì cũng xa gần. Chỗ này cách Hòa Bình tầm khoảng 60 mấy cây các bác. Đi khoảng tầm tiếng rưỡi ấy, đi xe máy khoảng tầm tiếng rưỡi là đến. Đây mấy cái biệt thự này này. Đó. Bỏ hoang rồi. Uổng đúng không? Đầu tư ra nhưng mà không có người ở thì rất là uổng tiền lắm. Đặc biệt là mấy bác mua rồi á, sau này không bán lại được á. Ở thì không ở nhưng mà bán lại không được. Để chặt là nó hỏng nhà hết. Lúc đấy xây lại thì khó nữa, mất giá lắm. Một bên là nhà phố, bên biệt thự. Biệt thự thì rất đẹp rồi. Tôi chỉ mong có một căn thế này thôi.
Đợt này tôi đi Hà Nội chủ yếu là quay, mong muốn là có được mấy dự án như thế này mà quay các bạn, vì nó rất là thiết thực cho các bác. Ví dụ bác nào mà có nhu cầu thuê, mua ở, đầu tư gì thì có thể tham khảo video của tôi. Nhưng ở cái khu vực này thì các bác cũng phải cẩn thận nhé. Tuy hệ thống hạ tầng nó làm rất là tốt rồi, nhưng mà về cái vị trí thì hơi xa. Xa đấy, chứ không gần đâu. Bên này còn một dãy biệt thự này, dãy ở nhà cũ này, đang xây quá trời đời. Đấy, các bác thấy bỏ hoang không? Uổng không? Uổng mà các bác mua nhà nha, các bác mua nhà. Đấy, họ bán nhà đây này. Đuối luôn này. Cái hướng này nó nắng rồi chứ. Đầu tư mấy cái dự án ở đây thì đây các bác, ví dụ các bác nhà ở đây mà xung quanh nó cứ như thế này, tôi thật các bác không dám ở đâu, sợ lắm, ẩm thấp rồi là bệnh kiểu mùi vằn mùi chích gì đấy, rồi là sau này nó khó ở lắm. Đây ra đây thì thấy ngon này, ra đây có một cái lô, mấy cái lô biệt thự đây ngon này, lô nhà phố đây xây mới toanh, không biết có ai ở không đây. Ồ, cái khu này nhìn đẹp dữ luôn nha, biệt thự kiểu nhà phố, phố Victoria quá đã rồi. Sài Gòn nó có mấy cái lô như thế này thì quá ngon. Ở chỗ này thì ngon này. Đấy. Quá đã các bác ạ. Còn lớn lắm. Nhưng mà bây giờ đấy, dưới này cũng xây nhà phố này. Khu đô thị Văn Phú rất là to nhá, cái phía trong này là chưa quay hết đâu. Có thể là chạy qua xuống dưới này đi. Ngắm cái mấy cái nhà phố này xí. Wow, mấy nhà 5 tầng, cái nhà phố này vừa kinh doanh này, vừa ở, rất là đẹp. Nhưng kiểu bên ngoài thôi, còn bên trong thì không biết thế nào. Bên ngoài thì nhìn nó rất sang chảnh ở đấy. Rồi, chúng ta qua đây nha các bác. Khu Văn Phú này thì to, to quá trời luôn. Xe quá. Hơi đáng tiếc là vì cái đường Lê Trọng Tấn nó xuyên thẳng vào cái khu này luôn ấy, cho nên xe nó chạy nhiều. Tuy là giao thương nó tốt vậy thôi, nhưng mà nếu mà nói ấy thì khá là ồn ào đấy. Nhưng thế cũng hay đúng không? Thì chạy qua bên này đi, bên khu bên này sẽ còn một xíu nữa thôi. Thì là hết rồi. Bên này nhà phố trong bên kia, bên này thì nó cũng không khá hơn là mấy. Vẫn nham nhở như thế. Không khá hơn. Vẫn nham nhở. Vẫn nhiều. Vẫn nhiều nhà bỏ hoang bỏ trống. Không có nhiều tiến triển đúng không? Vẫn nham nhở thế thôi. Có đáng tiếc đúng không? Để như thế này thì đáng tiếc. Nhưng mà đây chỉ là một trong những cái nơi rất là ít nơi mà có như thế ở Hà Nội thôi. Phía ngoài này thì trông nó thông thoáng hơn.
Bên này có cái khu biệt thự nữa, bây giờ mình chạy lên khu biệt thự thôi là xong, là coi như là video này kết thúc nha các bác. Nó cũng dài lắm rồi đấy. Dưới này là còn mấy cái lốt đất này, tương lai là người ta cũng càn cũng giải phóng hết. Đường xá thì cũng đã có kế hoạch giải tỏa rồi. Thì nếu mà các bác xem được thì đầu tư nhá. Tôi ở Sài Gòn mới ra đây mấy ngày cho nên là về việc hiểu biết thì đang còn hạn chế, cần thời gian để mà tôi có thể thích nghi được. Thế nên các bác thông cảm nhá. Tôi ra khoảng một tuần thôi rồi tôi vào lại Sài Gòn. Đấy, dưới này là khu biệt thự này. Khu bên này thì nhìn nó cũng đẹp đấy, giống khu bên kia cũng đẹp. Nói chung biệt thự như thế này quá ngon rồi, quá đã, không có gì phải chê. Đây là nhà phố này. Nhà phố này phải có người ở chứ không là vài thời gian ngắn này, khoảng một năm thôi mà không có người ở lại xuống cấp ngay. Khu đề ưa thì mới Phan Phú thì chung về hoàn thiện thì tốt rồi. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng này rất là tốt, làm tốt. Nhưng mà cái hệt buôn bán thì cái hệt bán này có lẽ là hơi kém. Bán nhé, cái hệt bán để chào hàng cho khách đấy, hơi kém. Cho nên tuy đã xây lên hết rồi đấy, xây là gần như là 100%. Nhưng mà người ở thì chỉ có tầm khoảng 40%. Rất là ít, được xem đó là một cái mức cực kỳ thấp. Sau một đô thị đã có như đã hoàn thiện gần như 100% như thế nào. Rất là đáng tiếc, chủ đầu tư thì chắc cũng sót tiền. Không chỉ chủ đầu tư mà ngay cả tôi chẳng hạn cũng rất là sót tiền, rất là sót cái cảnh như thế này. Không khác nhiều những cái cảnh ở Bình Dương. Bình Dương cũng như thế này đấy, nhưng mà còn khá hơn Bình Dương. Bình Dương còn không có bóng người kia, chứ ở khu này còn có người ở. Tôi đi ra các bác nhé. Rồi, đi ra thôi. Rồi. Oh, rồi cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này và nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nha các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúng tôi là tuần này thì đi Hà Nội nhưng mà có thể thời gian tiếp chúng tôi sẽ đi những cái nơi xa hơn như nước ngoài chẳng hạn để chúng tôi quay cho biết. Rồi, cảm ơn các bác.